Hello, xin chào, toàn là máy à, sâu công nghệ Galen 4.0, hotline 0886 992315. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ và không dây. Mã của dòng sản phẩm này là camera cúc áo V300 bạn nhé. Đây, ở đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ một sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, có một bộ sản phẩm đầy đủ khi bạn mua hàng chiếc camera V300 cúc áo này. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera V300 cúc áo này. Đó, mắt camera siêu nhỏ. À, đó, nhìn hình dáng của nó thì giống như cái dòng S400 nhưng mà pin nó ít hơn bạn nhé. Pin nó khoảng 10 tiếng. Đi kèm theo thiết bị sẽ gồm có một túi cúc áo này. Túi cúc áo này thì trong túi cúc áo này có rất là nhiều mắt. À, ví dụ như đầu đinh vít này, đó, mắt cúc áo này, cúc quần này, áo sơ mi này. Nói chung là rất là nhiều loại cúc bạn nhé. Đó, các bạn có thể ngụy trang mắt camera. Đó, đây sẽ là chân cắm sạc bạn nhé. Đó, thì khi pin bạn sẽ cắm sạc pin như sạc pin điện thoại thôi, các bạn sạc pin khoảng 2 tiếng là đầy pin. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình tự soạn thảo ra bạn nhé. Thì trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết này. Bước đầu tiên là các bạn sẽ tải ứng dụng nút cam vào điện thoại này, khởi động camera lên này, kết nối wifi của camera để xem này, kết nối wifi để xem từ xa như nào. Ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết bạn nhé. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm mà camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ không dây V300 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi kết nối làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng được thôi các bạn nhé. Và thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera V300 này và đi vào test chất lượng ảnh thực tế cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây, đó, mắt camera siêu nhỏ này, nó sẽ được nối một đoạn dây dù khoảng 20cm với thân camera. Đó, thì trên thân camera đây sẽ là nút ngoài cùng, đây sẽ là nút reset này. Đó, nút gạt lên gạt xuống này, đây sẽ là nút bật mở thiết bị này. Đó, đây sẽ là chân cắm sạc các bạn nhé. Và dưới chân cắm sạc đây sẽ là chân cắm thẻ nhớ. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB. Mình sẽ gắn vào. Chiều mặt đồng các bạn sẽ úp lên chỗ có cái chân cắm sạc nhé. Đây, các bạn sẽ gắn vào. Đó, sau đó bạn sẽ bật nguồn thiết bị lên các bạn. Đó, bật nguồn thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ bên trong này. Đây, các bạn nhìn kỹ bên trong sẽ có bạn nhé. Đây. Đó, thì để sử dụng thiết bị thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng bằng điện thoại, ứng dụng nút cam. Bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì bạn vào cửa App Store tải này. Còn bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo và Vivo thì bạn vào cửa Google Play gõ cho mình ứng dụng nút cam. Đây. Đó, mình đã tải sẵn ứng dụng nút cam về điện thoại rồi các bạn nhé. Đây, ứng dụng màu xanh này. Thì mình bước tiếp theo bạn sẽ thao hành chính nhé. Sau đó bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại. Các bạn chọn vào mục nào Wi-Fi. Đó, thì camera V300 này sẽ phát cho mình một cái mã wifi có chữ F đằng trước và một dãy số là không có mật khẩu, bạn sẽ kết nối vào. Khi các bạn đã kết nối xong nhá thì bạn sẽ thoát màn chính này. Các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lúc cam các bạn vừa tải về. Sau đó bạn sẽ chọn một cancel nhé. Khi các bạn chọn một cancel xong thì trên màn hình sẽ hiện chữ là đi về online. Các bạn muốn xem thì các bạn sẽ chọn vào chữ online này. Rồi các bạn sẽ chọn cancel là xem. Đây. Mình sẽ quay cam trước cho bạn xem nhé. Đây. Đó. Đây. Bạn nào muốn chụp ảnh, bạn sẽ chọn cái máy chụp ảnh đây. Sẽ chụp ảnh màn hình này. Đây. Chụp ảnh màn hình. Còn bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn bên cạnh của máy chụp ảnh đây. Sẽ là chế độ lưu video. Đó. 3 giây. 4 giây. 5 giây. 6 giây các bạn nhé. Các bạn muốn lưu video bạn sẽ bấm một lần nữa là sẽ tự động lưu video vào trong cái app là nút cam. Đó, còn hai hình tam giác này là giúp các bạn có thể là đảo chiều hình ảnh bạn nhé. Đây, đảo chiều sang trái sang phải, đảo chiều lên xuống. Khi mà các bạn gắn camera này ở một cái góc mà bị ngược chiều thì các bạn sẽ dùng đến chức năng là đảo chiều hình ảnh này. Còn khi mà hình ảnh nó đã thuận như này bạn sẽ không cần dùng đến nhé. Đó, chế độ hình mặt trời đây sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh ánh sáng này. Bạn cho ánh sáng cao lên này, cũng như các bạn giảm chế độ sáng đi. Đó, nói chung là các bạn chỉnh ánh sáng ở trên app luôn các bạn nhé. Đây. Đó. Hình quả cầu đấy sẽ là giúp các bạn có thể là chỉnh màu này, màu đậm này, cũng như các bạn giảm màu đi cho thành màu nhạt. Đây mình sẽ để ở giữa cho cân bằng. Đó. Cái chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ quay ban đêm, nhưng mà cái mẫu cúc áo này không quay được ban đêm. Bạn muốn mua quay ban đêm thì các bạn mua những cái dòng
camera V100 Plus này, S400 Plus này, loại V300 Plus bạn nhé. Những cái loại mà có mắt hồng ngoại hỗ trợ quay ban đêm thì các bạn sẽ thì mới quay được ban đêm thôi. Còn cái mẫu này là hình cúc áo nên là không quay được ban đêm bạn nhé. Hoặc cái chế độ 1080 này sẽ là giúp các bạn có thể là chọn độ phân giải này. Các bạn chọn độ phân giải hình ảnh tối đa sẽ là 4K các bạn nhé. Đây. Đó. Khi các bạn chọn đến 4K thì hình ảnh nó rất là nét luôn. Đó, mình di chuyển cam đến đâu thì hình ảnh sẽ đến đó luôn các bạn nhé. Đây. Đó. Đây. Đó. Đó. Đó là mình đã kết nối với wifi của camera để xem các bạn nhé. Thì bước tiếp theo mình sẽ vào một cài đặt chung ở trong cái ứng dụng là Lookcam này. Và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này các bạn nhé. Đây, cài đặt này. Rồi bạn sẽ chọn mục là Device Setting. Trong cái mục Device Setting này thì ứng dụng nó sẽ hiện tổng quan tất cả những cái mục cài đặt ở trong này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cơ bản thôi. Đó, mục Password này. Và mục Password sẽ là giúp các bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Đó, thì mật khẩu OPassword bạn sẽ nhập mặc định là 123456 là mật khẩu mặc định của cam nhé. Đó, các bạn muốn đổi mật khẩu như nào thì bạn sẽ chọn mục là Lưu Password. Confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu. Là các bạn có thể đổi được mật khẩu bạn nhé. Rồi các bạn chọn OK là được thôi. Đó, tiếp theo nữa là mục SDK Setting. Đó, mục SDK Setting này là giúp các bạn có thể là bật cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì các bạn sẽ bật lên. Là các bạn đã kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video rồi. Bây giờ camera các bạn chỉ cần bật nguồn lên thôi. Là camera sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, mục Video Duration là các bạn sẽ chọn cái độ dài của video. Ví dụ các bạn chọn độ dài video là 5 phút. Thì camera sẽ tự động lưu những đoạn video có độ dài chia nhỏ ra thành từng file là 5 phút một file. Và các bạn chọn 1 phút, 3 phút và 30 phút thì cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của camera này. Đó, thì bộ nhớ của camera vừa rồi mình gắn cái thẻ nhớ là 32GB vào thì ở đây nó sẽ hiện dung lượng bộ nhớ đây các bạn nhé. Free Space sẽ là cái dung lượng còn thừa bộ nhớ có bao nhiêu sẽ hiện ở bên dưới này. Đó, còn một format là giúp các bạn có thể là xóa tất cả những cái dữ liệu đi. Để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Đây. Đó, là xóa tất cả dữ liệu đi bạn nhé. Đó, ok. Đảm chung loạt. Rồi, đã format xong. Đó. Tiếp theo nữa là rất là quan trọng là một wifi setting. Trong wifi setting này thì cái camera V300 nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh. Ví dụ như các bạn gắn cái cam này ở trong phòng thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh trong phòng của bạn. Mà gắn ở nơi làm việc của bạn thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở nơi làm việc. Thì các bạn gắn cái chiếc cam này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Thì các bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi thôi. Rồi bạn sẽ chọn OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G và 4G thôi. Là có thể xem được trực tiếp từ xa bạn nhé. Không giới hạn khoảng cách. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ không dây mã là V300. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đông Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh YouTube Đông Phát thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi kết nối làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng được thôi các bạn nhé. Rồi, video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video clip sau.